Trời ơi, viết sai lỗi chính tả rồi. Em rất mong, rất, con phải viết là R, chứ không được viết là G, nhớ chưa? Vâng ạ. Mẹ sẽ gạch chân xuống đây, lát nữa con phải sửa bài nhá. Vâng ạ. Mẹ ơi, các bạn chế ước mơ bố không đi công tác của con là vớ vẩn. Thế các bạn lớp con ước mơ trở thành gì? Các bạn này ước làm siêu nhân này, ước được tàng hình này, ước biết bay, ước được di chuyển trong chớp mắt. Thế mẹ ước gì ạ? Mẹ? Ngày còn bé, mẹ ước mơ trở thành một diễn viên múa đấy. Diễn viên múa à mẹ? Ừ. Là diễn viên xong biểu diễn bài Baby Shark lắc mông của các bạn lớp con à mẹ? Cũng gần giống như thế. Nhưng mà chuyện qua rất lâu rồi. Cháu sao thế? Giày chật có đúng không? Dạ vâng ạ. Chắc là cháu lấy nhầm giày của bạn cùng lớp ạ. Thế cháu có biết đôi giày múa là vật quan trọng nhất đối với một vũ công không? Khi cháu đi một đôi giày chật hoặc rộng, cảm giác thiếu thân thuộc thì cháu không thể hoàn thành bài múa một cách tự tin được. Đến đôi giày của cháu mà cháu còn không nhận ra thì làm sao cháu trở thành một diễn viên múa chuyên nghiệp được? Đấy là bà nói, trường hợp cháu muốn trở thành một diễn viên múa chuyên nghiệp. Còn cháu muốn học múa chỉ vì yêu thích thôi thì cũng đừng quá nặng nề. Vấn đề bà muốn nói ở đây là cháu muốn làm điều gì thành công thì cũng phải để tâm chú ý vào. Hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Cô cho em thi lại được không ạ? Không cần đâu. Con ra ngoài nghỉ nhé. Dạ vâng ạ. Chị thí sinh này. Không được đâu. Nếu cháu muốn trở thành một diễn viên múa thực thụ thì đừng bao giờ đánh mất đôi giày múa của mình nhé. Đôi khi chỉ vì một sai sót nhỏ mà bỏ dở một tương lai đấy. Dạ. Bà xin lỗi vì đã quá nghiêm khắc với cháu. Ngày đó chỉ vì bị cháu giày mà mẹ không thể thực hiện được ước mơ của mình. Mẹ và bà ngoại đã van xin họ rất nhiều, nhưng mà họ lại chẳng mảy may để ý. Mà chính họ không biết họ là nguyên nhân của sự nhầm lẫn đó. Lan ơi! Lan! Thi xong rồi, hai mẹ con vẫn chưa về à? Cô ơi, cô cho con một cơ hội đi ạ. Này, không nhớ ra tớ à? An đây, bọn mình thi với nhau ở giải thành phố đấy. Mà vào chung kết, có mỗi một mình cậu được chọn. Nhớ ra chưa? Cậu à? Ừ, con gái tớ đấy, cũng đam mê múa y như bọn mình luôn. Cậu, năn nỉ cậu, cậu có thể cho con bé xin một cơ hội nữa được không? Cuộc thi này với con bé rất là quan trọng. Nhìn con bé đi. Đây, mắt thì thâm quầng, chân tay thì bầm tím hết. Mà chả hiểu sao cái đôi giày của con bé lại có người cầm nhầm được ấy cậu ạ. Nhưng mà cuộc thi kết thúc rồi, hai mẹ con thông cảm cho tớ nhé. Này, cậu, năn nỉ cậu mà. Con bé nó yêu múa lắm, nó yêu y như chúng mình ấy.
Một ngày nó chả ngủ được bao nhiêu tiếng đâu. Nó cố gắng lắm, cậu cho nó cơ hội đi. Cô ơi, là do em bị cháo giày ạ. Em không biết là bạn nào đã cháo giày của em. Vì không tìm được đôi giày nào khác nên em đành phải đi đôi giày này. Không phải lỗi giày em đâu cô ơi, cô cho em một cơ hội thì lại đi cô. Lan, chỉ là sai sót về giày dép thôi. Chỉ là sai sót về giày dép à? Nhưng trong nghề này, ai cũng hiểu là đôi giày múa quan trọng với nghề nghiệp như thế nào mà. Nhưng mà con bé còn nhỏ. Đến một vật bất ly thân như vậy mà em còn để cháo mất. Cô nghĩ là em nên suy nghĩ kỹ về việc theo đuổi ước mơ của mình. Em đã đủ nghiêm túc chưa? Em đã cẩn thận, đã cố gắng chưa? Mình xin lỗi, mình không giúp được. Kìa. Mẹ ơi. Lan. Hình như con phát hiện con cầm nhầm giày của ai rồi mẹ ạ. Y hệt của con nhưng mà lại chật hơn. Hậu đậu lắm ấy. Thôi, đi ra đi không bố chờ nhá. Dạ vâng ạ. Ở đời có những người phán xét người khác thì dễ, nhưng lại chẳng chịu nhìn lại chính mình. Nhưng qua chuyện đó mà mẹ lại nhận ra, càng những thứ quý giá thì mình lại càng phải nắm thật chặt. Giống như Gôn, như bố Nghĩa, như căn nhà này, căn nhà ở Canada, và cả một cuộc sống tươi đẹp của gia đình mình ở phía trước. Sẽ không ai có thể tước đi khỏi tay mẹ được. Con hiểu không? Vâng ạ. Thế mẹ ơi, bao giờ con được gặp bố à? Để mẹ sẽ gọi điện cho bố Nghĩa cuối tuần này về chơi với Gôn nhé. Thật à mẹ? Yeah.